Hữu thánh của Chúa, những ngày Tết phước hạnh, những ngày Tết đoàn viên và chúng ta đã trở lại thành phố ở trong sự an toàn. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Cảm ơn Chúa điều tuyệt vời hơn nữa đó là ba ngày kia ăn cầu nguyện vừa rồi của hội thánh chúng ta. Hơn 120 người ở trong suốt 3 ngày đã dốc đổ lòng mình để tìm kiếm Chúa và thờ phượng Ngài trong sự mạnh mẽ và nóng cháy. Và nếu hội thánh của Chúa liên tưởng thì đó là hình ảnh của những môn đồ ở trên phòng cao, một số lượng 120 người tìm kiếm Chúa và Chúa đã đổ Thánh Linh Ngài ở trong hội thánh đầu tiên. Và công tác của Ngài bắt đầu để hành động ở trên hội thánh đầy mạnh mẽ. Đó chính là mong ước của chúng ta, của hội thánh chúng ta. Để xin Chúa đổ đầy, xin Chúa ban ơn và xin Chúa sử dụng hội thánh trở thành một hội thánh mạnh mẽ, sai phái, một hội thánh được Chúa dùng cho công việc của nhà Ngài. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta tìm kiếm Chúa, bởi vì Chúa là trước hết và Chúa là quan trọng hơn hết của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện bởi vì chúng ta nhận biết rằng mình yếu đuối. Chúng ta kiêng ăn và cầu nguyện bởi vì chúng ta muốn hạ mình, từ chối mình để tìm kiếm Chúa, tìm kiếm ý muốn của Ngài ở trên đời sống của chúng ta. Mục sư Spurgeon đã nói rằng, hỡi hội thánh, hãy cẩn trọng kẻo chúng ta cậy vào chính mình. Hãy lưu ý kẻo có người nói rằng, chúng tôi là một hội thánh đáng tôn trọng. Chúng tôi đông đúc rồi, chúng tôi thật hùng mạnh. Hãy lưu ý kẻo có người bắt đầu tự hào về sức mạnh của mình. Nếu điều đó xảy ra, sẽ có bàn tay được viết trên tường và sự tôn trọng sẽ rời xa bạn. Hãy nhớ đấng đã ở với chúng ta khi chúng ta còn ít. Ngài phải ở với chúng ta khi chúng ta đông đảo. Nếu không, chúng ta sẽ thất bại. Xin Chúa đặt điều này là khao khát của hội thánh chúng ta. Mong ước để tìm kiếm Ngài. Và càng ngày chúng ta càng ao ước và khao khát tìm kiếm Chúa nhiều hơn. Con cái Chúa đã kiêng ăn cầu nguyện suốt 3 ngày qua. Buổi sáng hôm nay chúng ta đến với sự tươi mới, với lòng khao khát mãnh liệt hơn để tìm kiếm Ngài. Không bao giờ là đủ để nói rằng tôi đã đủ rồi. Chúng ta tìm kiếm Ngài. Hội thánh của Chúa cũng vậy. Trong những hành trình tiếp theo, chúng ta mong ước là một hội thánh khao khát Chúa. Khao khát Chúa nhiều hơn, trông đợi nơi Chúa, trông đợi nơi Chúa nhiều hơn. Bộ sáng nay trong thời giờ thờ phượng Chúa đầu tiên sau kỳ Tết của chúng ta, tôi xin chia sẻ với hội thánh của Chúa về những điều mà hội thánh chúng ta theo đuổi. 7 điều mà hội thánh theo đuổi. Và tôi muốn mỗi chúng ta, con cái Chúa sẽ cùng theo đuổi điều này ở trong đời sống cá nhân của mình. Và cũng như tất cả con cái Chúa trong hội thánh sẽ cùng theo đuổi để hội thánh Chúa tiếp tục mạnh mẽ phát triển. Và không chỉ thế hệ của chúng ta, và thế hệ con cháu và con cháu và của con cháu chúng ta sẽ tiếp tục theo đuổi những điều giá trị mà Chúa muốn trên hội thánh của Ngài. Xin hội thánh cùng mở với tôi trong Khải Huyền đoạn 2 và đoạn 3. Khải Huyền đoạn 2 và đoạn 3, tôi sẽ đi qua hai đoạn kinh thánh này. Đây là những bức thư gửi cho các hội thánh của Chúa ở vùng Tiểu Á. Chúng ta sẽ không đọc hết, con cái Chúa có thể về đọc lại những phần kinh thánh rất quý giá này. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng rút ra một số điều mà tôi nghĩ điều này hết sức quan trọng và chúng ta sẽ cùng theo đuổi ở trong hành trình tương lai, không chỉ năm mới của chúng ta mà trong suốt hành trình của hội thánh, suốt linh trình của chúng ta. Đây là khải tượng mà Chúa đã bày tỏ cho sứ đồ Giăng ở tại đảo Patmos. Sứ đồ Giăng đã nhìn thấy Chúa và sự hiện đến của Ngài. Và Chúa Giêsu đã hiện ra với quyền năng, với oai nghi. Và Giăng mô tả rằng tay phải Ngài cầm 7 ngôi sao, từ miệng Ngài lộ ra một thanh gươm 2 lưỡi thật sắc và mặt Ngài chiếu như mặt trời sáng cực độ. Vinh quang oai nghi rực rỡ của Chúa Giêsu được bày tỏ cho sứ đồ Giăng. Và Chúa đã truyền lệnh cho sứ đồ Giăng phải viết thư để gửi cho 7 hội thánh sứ Tiểu Á. Và 7 hội thánh này là 7 hội thánh đang thật sự hiện hữu lúc đó. Nhưng đây cũng là 7 hội thánh để có thể đại diện cho các thời kỳ khác nhau của tiến trình của hội thánh của Ngài. Hội thánh đầu tiên là thư gửi cho hội thánh Epheso. Chúa nói với hội thánh Epheso rằng, ta biết các công việc của con, sự khó nhọc của con, sự kiên trì của con, ở trong đoạn 2 câu số 2. Ta biết con không thể dung chịu những kẻ xấu và đã thử những người tự xưng là sứ đồ
mà không phải là sứ đồ, và con đã nhận ra rằng họ là những kẻ giả dối. Con kiên trì chịu đựng vì danh ta không chút mệt mỏi. Nhưng điều ta trách con trong câu 4 ấy là con đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Hãy nhớ lại con sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Nếu không ăn năn, ta sẽ đến với con và trút bỏ chân đèn của con khỏi chỗ nó. Điều đầu tiên mà hội thánh chúng ta muốn theo đuổi và mỗi cá nhân của chúng ta muốn theo đuổi trong hành trình bước đi theo Chúa đó là giữ lòng kính mến ban đầu. Hội thánh chúng ta ao ước là một hội thánh giữ lòng kính mến ban đầu. Có thể có rất nhiều việc mà chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm. Nhưng mà điều quan trọng hơn cả là tất cả những việc chúng ta làm đó là bởi tình yêu của chúng ta dành cho Chúa. Chúa muốn chúng ta yêu Ngài nhiều hơn và sống phục vụ Ngài. Vì sao? Vì lòng yêu mến Chúa của chúng ta. Mỗi con cái Chúa sẽ yêu Ngài nhiều hơn để phục vụ Chúa vì lòng yêu mến Ngài. Ê-phê-sô là một hội thánh ở trong một thành phố lớn nhất trong cõi Tiểu Á. Bởi vì chúng ta biết rằng Ê-phê-sô được thành lập và phát triển mạnh mẽ, là một hội thánh mạnh mẽ nhất trong khu vực. Và tại đây thì Timôthê cũng đã được làm quản nhiệm khi Phaolô viết thư Timôthê nhất và Timôthê nhì. Và sau này sứ đồ Giăng cũng là người coi sóc hội thánh tại Ê-phê-sô này. Họ mạnh mẽ, họ yêu mến Chúa, họ là một hội thánh ảnh hưởng và truyền giáo và mở mang công việc của Ngài. Họ làm rất nhiều việc cho Chúa, nhưng mà họ phải giữ lòng kính mến ban đầu. Và xin Chúa cho chúng ta cũng giữ lòng yêu mến Chúa, sắc son, nhiệt thành, tha thiết, mạnh mẽ của chúng ta. Những lúc chúng ta tuôn đổ lòng mình để cầu nguyện và chúng ta cầu nguyện với lòng yêu mến của Chúa đổ đầy cho chúng ta. Hãy giữ những hình ảnh đó. Hãy giữ những điều đó không phải là kỷ niệm để ghi nhớ về, nhưng mà luôn luôn chúng ta khao khát mong ước Ngài. Đó là lý do mà tôi khích lệ hội thánh của Chúa đừng bao giờ đến một lúc mà chúng ta chán Ngài. Trong Ê-sai 43 khi Chúa nói với dân Ngài, Chúa nói rằng các con đã chán ta rồi. Có bao giờ chúng ta cảm thấy chán Ngài và nghĩ thấy là ồ như vậy đủ rồi, con kia cầu nguyện như vậy đủ rồi, bây giờ con đứng lên và con làm công việc của con. Ồ, mỗi ngày chúng ta khao khát Chúa, mỗi ngày chúng ta yêu mến Chúa và yêu mến Chúa nhiệt thành tha thiết hơn, yêu mến Chúa và giữ lòng kính mến ban đầu. Điều thứ hai, thư gửi cho hội thánh Smyrna. Chúa nói với hội thánh Smyrna rằng ta biết sự hoạn nạn và nghèo khó của con trong câu 9, nhưng thật ra con giàu có. Ta biết những lời phỉ báng của những kẻ tự xưng là người Do Thái mà thật sự không phải, nhưng chúng thuộc về nhà hội của Satan. Con đừng sợ những gian khổ mình sắp trải qua. Hội thánh Smyrna, Chúa dạy họ giữ mình trong Chúa và trung tín trong thử thách. Điều thứ hai mà hội thánh chúng ta muốn theo đuổi và mỗi chúng ta cần phải theo đuổi trong đời sống của mình, đó là trung tín trong thử thách. Sẽ có thử thách, sẽ có hoạn nạn. Chúng ta trải qua đại dịch COVID và chúng ta trải qua rất nhiều những cái ngày tháng khó khăn, thậm chí là những ngày đầu năm của chúng ta cũng thách thức và khó khăn. Và chúng ta đã vượt qua, nhờ ơn Chúa chúng ta đã vượt qua. Chúng ta vượt qua rất nhiều những chướng ngại vật, những thử thách, những khó khăn, những chông gai, thậm chí là những hoạn nạn có thể xảy đến trong hành trình của chúng ta. Nhưng hãy nhớ và giữ lòng trung tín với Chúa. Chúa nói với hội thánh Smyrna rằng con đừng sợ những gian khổ mình sắp. Chúa biết mọi sự, Ngài nhìn thấy mọi điều. Kinh Thánh nói rằng ta biết sự hoạn nạn của con. Chúa nhìn thấy mọi điều chúng ta trải qua. Và có thể con cái Chúa một vài người cũng đang đối diện với những hoạn nạn đó trong đời sống của mình. Nhưng hãy giữ lòng tin cậy Chúa, không hề lay chuyển khỏi niềm tin quyết ban đầu của chúng ta. Rằng Chúa thành tín, Chúa yêu thương, Ngài vẫn chăm nom, Ngài vẫn giữ gìn chúng ta. Hội thánh của Chúa sẽ cứ nương dựa nơi Ngài, trung tín bước đi, vui mừng trong sự thử thách. Bởi vì sự thử thách trăm chiều sẽ đến cho chúng ta là điều vui mừng trọn vẹn. Thư gửi tiếp theo cho hội thánh Pergam. Hội thánh Pergam thì Chúa nói với hội thánh ở trong câu số 13 rằng ta biết nơi ở của con, đó là chỗ đó là ngai của Satan. Con đã giữ vững danh ta, không chối bỏ đức tin của ta. Ngay trong những ngày của Antipa, chứng nhân trung thành của ta bị giết tại chỗ các con, nơi Satan cư ngụ. Nhưng có vài điều trách con. Nhưng ta có vài điều trách con. Nơi con ở có những kẻ đi theo xìa dỗ của Balaam.
Ba-la-am là một tiên tri của Chúa trong Cựu Ước, là người được Chúa dùng, nhưng mà sau này ông vì tiền bạc, vì tham mê vật chất, ông đã nói ngược lại những gì Chúa bày tỏ. Và Chúa đã khiển trách, và sau này ông còn gây họa cho dân của Chúa. Xin Chúa cho hội thánh của chúng ta, trong điều thứ ba mà chúng ta cần phải theo đuổi, đó là hội thánh dạy dỗ đúng đắn, chân thật theo Kinh Thánh. Chúng ta cần ở với lời Chúa nhiều hơn, yêu mến lời Chúa nhiều hơn, đọc, học, suy gẫm, tìm kiếm báu vật trong lời của Ngài. Không cần một phát minh mới, không cần một ý tưởng mới, không cần một kế hoạch, một chiến lược gì đó đặc biệt và một mặc khải nào đó đặc biệt. Lời Chúa là sự bày tỏ trọn vẹn của ý muốn Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho hội thánh chúng ta tiếp tục ở với lời Ngài. Cảm ơn Chúa vì con cái Chúa đang viết Kinh Thánh, đang học thuộc lòng Kinh Thánh, đang suy gẫm mỗi ngày, đang gặp Chúa mỗi ngày và mỗi buổi sáng. Và chúng ta sẽ làm điều đó nhiều hơn nữa trong những ngày đến. Hội thánh đồng ý không ạ? Ở với lời Chúa, khao khát lời Chúa. Lời Chúa trở nên ngọt ngào đối với chúng ta. Lời Chúa không phải chỉ là những lời khô hạn, chúng ta chỉ biết bằng đầu của mình, bằng trí não của mình. Nhưng lời Chúa đụng chạm với tấm lòng và trở nên ngọt ngào với chúng ta. Ngọt hồng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Hội thánh của Chúa bước đi trong sự dỗ đúng đắn và chân thật của lời Ngài. Ở tại Pergam này có một cái đền thờ của thần Dớt, rồi ở đây cũng có một cái nơi thờ phượng của hoàng đế La Mã, là nơi ở của Satan. Và ở đây Chúa muốn hội thánh của Chúa giữ gìn đời sống đẹp lòng Ngài, bước đi trong sự dỗ đúng đắn của lời Ngài. Bởi vì nơi đó có những kẻ đi theo sự dỗ của Ba-la-am, sai lệch khỏi chân lý lời của Ngài. Làm gì thì làm, công tác như thế nào chúng ta sẽ làm, giữ gìn trong lời Chúa, xem lời Chúa là quan trọng hơn hết trong tất cả mọi điều. Tất cả mọi điều chúng ta làm, những câu chúng ta nói, những cách chúng ta hành xử sẽ được phán xét bởi thẩm quyền tối cao, tối hậu duy nhất, đó là Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời. Điều thứ tư, hội thánh thứ tư mà sứ đồ Giăng bởi ơn Chúa ban cho để gửi thư, đó là hội thánh Thyatira. Thyatira là một thành phố nhỏ, nhỏ nhất ở trong vùng Tiểu Á, nhưng lại có một cái vị trí hết sức quan trọng về chính trị và kinh tế. Nơi đây hình thành những cái hiệp hội buôn bán tơ lụa và kim loại. Và để tham gia vào cái hiệp hội buôn bán này thì có những cái điều khoản, và trong đó liên quan đến các hoạt động tôn giáo trụy lạc ở tại thành phố, đó là thờ hình tượng và gian dâm. Và những cơ đốc nhân ở đây họ thỏa hiệp để có thể tham gia vào trong hiệp hội đó. Và nghe điều này nó rất là gần đối với chúng ta ngày hôm nay. Có thể không giống trong cách là thờ hình tượng và gian dâm, nhưng ở đâu đó có những sự thỏa hiệp để được hợp đồng, để được làm việc, để được thăng tiến trong công việc. Và Chúa nói với hội thánh tại Thyatira rằng: ta biết công việc của con. Chúa luôn biết công việc của hội thánh Ngài. Hội thánh nào Chúa cũng biết cả. Chúa nói rằng: lòng yêu thương, đức tin, sự phục vụ và sự nhẫn nhục của con, các công việc sau này của con còn nhiều hơn những việc ban đầu của mình. Đây là một hội thánh phát triển. Câu số 20: nhưng có điều ta trách con, ấy là con dung túng cho Jezabel, người phụ nữ tự xưng mình là nhà tiên tri, dạy dỗ và quyến dụ các đầy tớ ta phạm tội. Jezabel là vợ của Ahab trong Cựu Ước, và đây là một người nữ đã quyến dụ Ahab phạm tội và quyến dụ toàn dân Israel lìa xa Chúa để thờ lại thần tượng và sống gian dâm, buông thả đời sống của mình. Thưa hội thánh của Chúa, Chúa trách hội thánh Thyatira, đó là dung túng cho tội lỗi. Xin Chúa cho hội thánh của chúng ta làm hội thánh không dung túng cho tội lỗi, không dung túng cho điều sai. Những dạy dỗ của lời Chúa đã bày tỏ rất rõ ràng, và chúng ta sẽ nói không với tội lỗi và không chấp nhận tội lỗi xảy ra giữa vòng cộng đồng tín hữu của chúng ta. Tất cả chúng ta đều yếu đuối và bất toàn, chúng ta cần ơn thương xót và sự tha thứ của Ngài. Nhưng có những cái tội nó thể hiện ra và nó ảnh hưởng đến cộng đồng. Có những tội phạm giống như tội phạm của A-can, chỉ một người làm thôi, nhưng nó gây cho cả dân sự phải bị đánh bại. Chỉ một người làm thôi, nó có thể gây cho hội thánh bị tấn công, hội thánh bị sa ngã,
Và những cơ tội như vậy chúng ta sẽ nói không và không dung túng dù bất cứ giá nào. Ôi, xin Chúa thương xót để chúng ta giữ được nguyên tắc này, giữ gìn hội thánh, bước đi trong lời lẽ thật và chân lý của Ngài, nói không với điều sai, nói không với sự dung túng của tội lỗi, để bước đi trong đời sống ngay thẳng đẹp lòng Ngài. Chúng ta không đánh đổi đời sống cơ đốc nhân của mình để có được bất cứ điều gì đó. Giống như cách mà những cơ đốc nhân tại Thyatira, họ phải đánh đổi để tham gia vào những hiệp hội buôn bán tơ lụa kim loại. Họ phải đến đền thờ, họ phải tham gia một chút vào công việc của nó. Và đó là điều gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho những người anh em đi làm trong công ty, trong công việc, những người đã được Chúa ban phước trong công việc, anh em hãy nhớ đừng khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa bỏ khỏi điều ác. Đừng vì thành công trước mắt mà đánh đổi đi những giá trị cơ đốc, những lời dạy dỗ mà Chúa đã bày tỏ rất rõ ràng ở trong Kinh Thánh, lời của Ngài. Hội thánh không dung túng tội lỗi. Hội thánh thứ năm là hội thánh sạch đẽ. Hội thánh sạch đe thì Chúa nói với hội thánh ở trong câu số 1 phần sau, và Chúa nói rằng ta biết các công việc của con. Con có tiếng là sống nhưng lại là chết, và hãy tỉnh thức và làm vững những gì còn lại, tức là những gì gần chết, vì ta không thấy các công việc của con là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là một hội thánh đang có tiếng là sống, nhìn thì có vẻ sống động, nhưng thật ra đã chết. Và còn một vài việc nữa thôi mà Chúa cảnh báo họ là phải làm lại, nếu không thì con sẽ không thể nào tiếp tục được nhận lấy sự trừng phạt. Xin Chúa cho hội thánh của chúng ta là một hội thánh sống động, luôn tỉnh thức và ăn năn. Hội thánh sống động, đầy sức sống, không phải là có tiếng là sống mà là thật sự sống động, luôn tỉnh thức và ăn năn. Không phải chúng ta lúc nào cũng mạnh mẽ, bởi vì chúng ta mạnh mẽ, nhưng mà chúng ta là một hội thánh luôn nhận biết những sự sai phạm của mình để cúi đầu xuống, để quỳ xuống trước mặt Chúa và ăn năn để làm lại những việc mà Chúa muốn chúng ta phải làm lại. Đừng có tiếng là sống, đừng có tiếng là nguồn sáng, nhưng mà thật ra chúng ta có sự tối tăm giữa vòng hội thánh của Ngài. Xin Chúa là nguồn sáng sẽ soi vào từng đời sống của con cái Chúa, từng cách chúng ta làm việc, từng dự án, kế hoạch, từng mỗi một chương trình của hội thánh, để tất cả những gì chúng ta làm đó đều được sáng tỏ, sống động và đầy năng lực, đầy linh lực của Chúa đầy tràn trên đời sống của chúng ta. Còn nếu không thì Chúa sẽ đến và cất chân đèn khỏi chỗ nó. Hội thánh tiếp theo, hội thánh thứ sáu, đây là hội thánh Philadelphia. Đây là một hội thánh mà Chúa khen, và Chúa nói trong câu 7, hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia. Đây là lời phán của đấng thánh và chân thật, là đấng có chìa khóa của David, là đấng mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Đây chính là điều mà Chúa đã dạy dỗ chúng ta từ những ngày rất đầu tiên, và Chúa đã khích lệ chúng ta rằng khi Ngài đóng thì không ai mở, và khi Ngài mở thì không ai đóng được. Cảm ơn Chúa vì cánh cửa mở mang hội thánh đã đến với chúng ta cách đây 14 năm để chúng ta có được ngày hôm nay, và chúng ta biết ơn Chúa vì công tác của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta tiếp tục bước đi trong ơn Chúa. Chúa nói với hội thánh tại Philadelphia rằng ta đến mau chóng, câu số 11, hãy giữ vững điều con đang có để không ai đoạt mất mão triều thiên của con. Giữ vững điều mình đang có, thưa hội thánh. Giữ vững đời sống tin kính yêu mến Ngài, giữ vững tấm lòng nhiệt huyết phục vụ Ngài, giữ vững sự kêu gọi của Chúa. Tôi nói với anh chị em, những người đang theo đuổi sự kêu gọi của mình, đừng buông bỏ, đừng quay lại dù bất cứ lý do nào. Như bài thánh ca mà chúng ta thường hát, lòng nguyện theo Giê-xu, con quyết đi theo Ngài, đừng quay trở lại, không bao giờ quay trở lại. Giữ vững ơn kêu gọi, giữ vững điều mà Chúa đã ban cho chúng ta để tấn tới, chứ đừng quay lại. Đừng chùn bước trước những khó khăn, đừng nghĩ rằng việc chúng ta làm như vậy là không biết như thế nào, nó kết quả không hay là vô ích. Đừng nghĩ rằng bộ tuổi thanh xuân của con dành cho công việc Chúa rồi con sẽ được gì. Ở trong Malachi Chúa nói như thế nào? Ngài cho chúng ta biết sự khác nhau giữa người phục vụ Chúa và người không phục vụ Ngài. Chúa sẽ ban phần thưởng
Anh chị em ơi, chúng ta đừng bao giờ quên mất điều này. Hãy giữ vững, bởi vì Chúa nói rằng Ngài sẽ ban mão triều thiên cho chúng ta. Ngài sẽ ban phần thưởng cho chúng ta như cách một ngày mà Phaolô đã nói rằng ông đã sống sự chạy, đã giữ đức tin và chờ đợi để Chúa ban phần thưởng. Mà Ngài không chỉ ban cho ông mà thôi, nhưng cho tất cả những người trung tín và yêu mến theo đuổi sự kêu gọi. Con đường chúng ta còn dài. Chúng ta chưa về nhà. Chúng ta chưa về đến nhà thật sự của mình. Chúa đang chuẩn bị phần thưởng. Xin Chúa cho mỗi con cái Chúa giữ vững điều mà Chúa đã ban cho chúng ta. Hội thánh kiên trì giữ vững điều mình đang có. Chúng ta có điều gì trong những ngày qua mà Chúa đã dạy dỗ và Chúa đã hình thành đến hội thánh nguồn sáng của chúng ta? Có thể kể đến chương trình kia em cầu nguyện vừa rồi. Đó là điều chúng ta có. Và con cái Chúa biết rằng từ ngày chúng ta bắt đầu hội thánh cho đến ngày hôm nay, chúng ta luôn giữ kia em cầu nguyện. Từ những năm như là Covid chúng ta không hiệp lại được. Vì sao chúng ta làm điều đó? Bởi vì chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, đây là điều Chúa ban cho, ý tưởng mà Chúa đã dạy chúng con từ ban đầu và chúng con sẽ giữ. Và tôi cầu nguyện để trải qua mọi thế hệ, khi tất cả chúng ta đều qua đi, thế hệ tiếp theo cũng sẽ giữ điều này. Bởi vì đây là điều hết sức quan trọng mà Chúa đã ban ơn, Chúa đã đổ phước xuống cho chúng ta. Tại sao chúng ta lại bỏ quên điều đó? Hãy giữ vững điều mình đang có. Giữ vững lòng yêu mến Chúa. Giữ vững sự sống động mà Chúa ban cho hội thánh mỗi một ngày. Giữ vững tinh thần thờ phượng. Cảm ơn Chúa vì hội thánh chúng ta có những người thờ phượng mạnh mẽ, có những anh em phục vụ trong một vụ thờ phượng. Chúng ta được phước vô cùng. Anh em ơi, hãy giữ vững điều đó. Tôi nói ban thờ phượng, nói với những anh em đang phục vụ, những tâm tình phục vụ thầm lặng, những người đang sống với phúc âm và ảnh hưởng cộng đồng, những người đang phục vụ trong những bữa cơm nhà, những người đang phục vụ để giúp đỡ cho những cuộc đời, những mảnh đời đang cần tin lành của Chúa. Chúng ta giữ vững điều đó. Có khó khăn, có thách thức sẽ có, nhưng chúng ta không lay chuyển khỏi điều tin quyết ban đầu của mình. Giữ vững những gia đình tiên kính. Trải qua mọi thế hệ, chúng ta cứ giữ gia đình tiên kính, để không chỉ thế hệ chúng ta là ba mẹ đang yêu mến Chúa nhiệt thành, nhưng mà con cái thì sau này không biết như thế nào. Hãy giữ vững lòng tiên kính và xây dựng những thế hệ tiên kính yêu mến Ngài. Chúng ta cầu nguyện cho thế hệ kế tiếp hôm qua. Tôi dường như có một lời muốn nhắn gửi cho các bạn thiếu niên và thiếu nhi, ấu nhi của hội thánh. Sau này các con lớn lên, khi ai đó hỏi rằng vì sao hội thánh cầu nguyện 3 ngày vào dịp Tết, hãy trả lời rằng vì Đức Chúa Trời đã dạy hội thánh và hội thánh nhận được phước hạnh ngày ban. Hãy truyền cho các thế hệ, hãy dạy dỗ cho các thế hệ những điều mà Chúa đã dạy chúng ta và chúng ta yêu mến Ngài. Giữ vững điều mà chúng ta đang làm, đó là yêu mến lời Chúa, và mỗi tuần chúng ta cứ học từ đoạn này, câu này, của sách này sang sách kia. Vì sao chúng ta làm điều đó? Bởi vì chúng ta nói rằng tất cả mọi lời trong Kinh Thánh đều là lời của Chúa, và Chúa phán lời của Ngài. Và những mục sư truyền đạo sẽ bởi ơn Chúa để chia sẻ lại lời đó. Đó không phải là ý của họ, đó không phải là kế hoạch của họ, mà là ý định và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Điều cuối cùng thư gửi cho hội thánh Laodicea. Chúa nói với hội thánh Laodicea: ta biết các công việc của con. Câu 15 của đoạn 3: con không lạnh cũng không nóng, ước gì con nóng hay lạnh thì hơn. Vậy vì con hâm hẩm, con không nóng không lạnh, nên ta sẽ nhả con ra khỏi miệng ta. Chúng ta có biết điều này, Đức Chúa Trời không chấp nhận những hội thánh hâm hẩm. Đức Chúa Trời không chấp nhận những cơ đốc nhân hâm hẩm. Cơ đốc nhân nghĩ rằng Chủ nhật tôi sẽ là cơ đốc nhân, thứ hai tôi sẽ trở về và sống cuộc đời của mình. Đức Chúa Trời không chấp nhận điều đó. Chúa không muốn đi dẹo hai bên. Chúa không muốn chúng ta vừa nóng vừa lạnh, không biết là mình ở trong tình trạng như thế nào, hâm hẩm. Chúa muốn chúng ta là những người nóng cháy và khao khát Chúa. Hội thánh của chúng ta là một hội thánh nóng cháy và khao khát Chúa. Và tôi nói với hội thánh rồi, hôm qua những ngày trước chúng ta đã thờ phượng Chúa đầy mạnh mẽ như hôm nay thôi, thì mình cắt giảm bớt đi, có được không? Thưa không. Chúa của chúng ta y nguyên Ngài sống, Ngài hằng sống. Hôm qua chúng ta thờ phượng Ngài, hôm nay Ngài vẫn sống, chúng ta vẫn thờ phượng Ngài. Và không những như vậy, hôm qua chúng ta thờ phượng Chúa ở mức này, hôm nay chúng ta sẽ tấn tới. Hôm qua chúng ta khao khát Chúa ở mức này, hôm nay chúng ta sẽ tấn tới trong sự khao khát, trong sự yêu mến Ngài. Ồ, hội thánh Laodicea là một tình trạng hết sức nguy hiểm, không nóng, không lạnh. Và Chúa nói rằng Ngài sẽ nhả họ ra nếu họ cứ tiếp tục tình trạng như vậy. Và Chúa cũng sẽ làm điều đó nếu hội thánh của chúng ta ở trong tình trạng cứ hâm hẩm thuộc linh và nghĩ rằng như vậy là ổn. Xin Chúa cho chúng ta ăn năn với Ngài để trở thành một hội thánh nóng cháy và khao khát Chúa. Thì tôi nói với hội thánh
7 hội thánh ở tại vùng Tiểu Á này có thể đại diện cho 7 thời kỳ khác nhau của hội thánh trải qua mọi thời đại. Có thể thời công vụ là một hội thánh có lòng yêu mến Chúa ban đầu. Họ mạnh mẽ, họ làm được nhiều việc cho Chúa. Nhưng mà rồi dần dần họ mất đi lòng yêu mến Chúa ban đầu của mình. Có thể Laodice là thời kỳ của hội thánh, thời cuối cùng như chúng ta. Hội thánh bị thế gian hóa. Hội thánh không nóng, không lạnh. Hội thánh hầm hầm. Xin Chúa giữ chúng ta. Xin Chúa ban ơn cho hội thánh của chúng ta. Để chúng ta là một hội thánh nóng cháy, khao khát Chúa. Đây là 7 điều hội thánh theo đuổi. Chúng tôi xin trình bày cho hội thánh. Con cái Chúa đã quen với điều này. Nhưng mà tôi xin trình bày để chúng ta cùng biết và cùng cầu nguyện và cùng nhau chúng ta chung tay xây dựng hội thánh của Ngài. Là hội thánh giữ lòng kính mến ban đầu. Điều thứ hai, hội thánh trung tín trong thử thách. Điều thứ ba, hội thánh dạy dỗ đúng đắn chân thật theo kinh thánh. Điều thứ tư, hội thánh không dung túng cho tội lỗi. Thứ năm, hội thánh sống động luôn tỉnh thức và ăn năn. Thứ sáu, hội thánh kiên trì giữ vững điều mình đang có. Và cuối cùng, hội thánh nóng cháy và khao khát Chúa. Chúng ta không làm được. Chúng ta cần đấng quyền năng oai nghi Chúa Giêsu đấng cầm trên tay của Ngài, ngôi sao đi giữa hội thánh của Ngài. Chúa ơi, xin giúp chúng con. Chúa ơi, xin Ngài ở với chúng con để chúng con có thể làm được. Để chúng con giữ vững đức tin và vững bước trên linh trình. Giữ vững đức tin, vững bước trên linh trình. Mỗi con cái Chúa, mỗi đời sống của chúng ta bước vào trong hành trình năm mới này, hãy ghi nhớ giữ vững đức tin để vững bước trên linh trình. Chúa sẽ sai anh chị em vào những công trường, những công việc khác nhau. Ngày mai chúng ta sẽ trở lại với công việc. Hầu hết chúng ta sẽ trở lại với công việc ngày mai. Hãy giữ vững đức tin, vững bước trên linh trình. Nhờ Chúa, nhờ sức của Ngài, nhờ năng lực của Chúa mà chúng ta sẽ bước tới, tăng tới, và hội thánh chúng ta sẽ tăng tới trong ơn của Ngài. Chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta cùng thờ phượng Chúa. Bài hát này, chọn Giêsu thôi, đứng về phía Ngài mà thôi. Xin Chúa ban ơn và đi với chúng ta. Hãy hát bài hát này cho hội thánh. Và sau đó chúng ta sẽ hát bài hát này cho những người đang đứng bên cạnh, nhắc nhở anh chị em. Để chúng ta mỗi người giữ vững đức tin, vững bước trên linh trình. Xin Chúa ban ơn và đi với anh chị em. Xin giúp con đây ngày càng
hát dòng Chúa, đồng đi với Giê-xu, Chúa sẽ đi cùng con. Tất cả chúng ta cùng cầu nguyện trong hội thánh. Xin Chúa cho chúng ta giữ vững điều mà chúng ta khao khát và theo đuổi. Xin Chúa ban ơn và đồng đi với hội thánh trong hành trình tiếp theo, trong những năm tiếp theo, trải qua những thế hệ khác nhau. Hội thánh tiếp tục theo đuổi điều mà Chúa muốn và giữ vững điều mà Chúa dạy dỗ chúng ta. Ơi, chúng con nhỏ bé đơn sơ, chúng con yếu đuối, chúng con nương nhờ nơi Ngài. Chúa ơi, chúng con đến với Ngài, hãy xin Ngài hiện diện như vòng hội thánh, hãy đi giữa hội thánh, hãy ra xét, hãy thánh hóa thánh tại hội thánh, hãy biến đổi mỗi chúng con để gần hơn với tấm lòng của Ngài, sống theo ý muốn của Ngài, phục vụ cho mục đích của Ngài. Chúa ơi, cho vinh quang của Ngài, xin nước Ngài mau đến, xin có quyền Ngài bày tỏ cho chúng con. Sức mới, năng lực của Ngài, xin cho anh em vững vàng bước tới trong hành trình phía trước, giữ vững đức tin.
lại, tất cả chúng ta mỗi người đều mạnh mẽ, đều khao khát, đều nóng cháy, đều phục vụ Chúa ở trong ơn và trong sự ban cho của Ngài. Xin Chúa ban ơn và đi với con, xin giúp con đây ngày càng giống Cha. Xin ơn của Ngài ở với chúng con. Xin ban cho chúng con Thánh Linh của Ngài đầy tràn. Và đầy tràn hơn nữa, Chúa ơi, chúng con cần Ngài. Chúng con khao khát Ngài. Và xin đặt để một sự khao khát mạnh mẽ, mạnh liệt ở trong mỗi chúng con. Cho những người lớn tuổi, cho cô chú, cho những anh chị thanh tráng, cho các bạn thanh niên, cho thiếu niên, cho các cháu thiếu nhi, ấu nhi, vườn trẻ, hệ kế tiếp, tất cả đều khao khát Chúa. Chúng con sẽ không bao giờ chán Ngài. Chúng con sẽ không bao giờ quên Ngài. Yêu mến Ngài càng hơn. Chúa ơi, chúng con không làm được điều đó bởi vì chúng con có quá nhiều điều phân tán và lôi kéo để đưa chúng con đi theo những ý muốn của thế gian. Xin giúp đỡ chúng con. Chúng con đến với Ngài bởi chính Chúa Giêsu, Ngài đã chết trên thập tự giá để mở cho con một con đường và nói rằng Thầy đến để dặn dĩ vào nơi ngay ân điện để tìm kiếm được điều cần thiết. Chúng con đang cần điều đó. Xin Chúa Giêsu đồng đi với chúng con, xin đừng bỏ chúng con, xin giữ chúng con trong ơn Ngài, xin đổ Thánh Linh của Ngài xuống, xin ban cho chúng con sự khiêm nhường và hạ mình. Mỗi người chúng con sống trong sự tra xét của lời Ngài, và nhờ ơn Chúa chúng con giữ một cộng đồng yêu mến Ngài, vâng phục Chúa và vâng phục nhau, sống đẹp lòng Chúa. Mỗi ngày chúng con theo đuổi đời sống Cơ Đốc theo những gì Chúa dạy, dâng vinh quang cho Ngài, và không chỉ sống cho mình, cho gia đình của mình, nhưng sống cho Chúa, cho vương quốc của Ngài, cho sự vinh quang của danh Ngài. Quyền nước Ngài được đến, quyền nước Ngài được đến giữa vòng chúng con, danh Ngài được tôn cao, và được tôn cao, được nổi tiếng càng hơn nữa. Chúng con biết ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ.